như vậy. Dài ghê gớp. Xong rồi đó. Rồi. Phía đông bên tay phải của du khách là nhà hàng Hô Cao Cổ. Du khách có thể dừng chân ăn uống và cho các bạn Hô Cao Cổ ăn tận tay sờ và các bạn. À, có nhà hàng. Chuyến hành trình sắp kết thúc, du khách vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý trước khi xuống xe. Và du khách sẽ có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời tại Vinpearl Safari. Xin chân thành cảm ơn. Không có nhà hàng sư tử hả? Cái Hô Cao Cổ nó biết cho nó cái sàn sàn này.